Xin chào, tôi là Nguyễn Văn Tình, giảng viên của Trung tâm Giáo chất và Thể thao Đại học Quốc gia Hà Nội. Bên cạnh tôi, các bạn sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn chúng ta với một số kỹ thuật cơ bản của bóng rổ. Kỹ thuật tiếp theo sẽ là kỹ thuật tại chỗ ném rổ một tay trên cao. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát kỹ thuật động tác. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích kỹ thuật động tác. Với kỹ thuật tại chỗ ném rổ một tay trên cao, đầu tiên chúng ta sẽ cùng quan sát với tư thế chuẩn bị của chân. Chân trước chân sau, chân cùng với tay thuận thực hiện ném rổ thì chúng ta bước trước. Ở đây, tôi thuận tay phải thì chân phải tôi sẽ bước trước. Và chân sau ngang với lòng bàn chân trước. Hai chân rộng bằng vai và trọng tâm sẽ dồn đều về hai chân. Hai mũi bàn chân hướng rổ. Tiếp theo về tư thế tay. Tay cẳng tay vuông góc với cánh tay tạo thành một góc vuông. Cánh tay vuông góc với thân người. Tiếp theo đến bàn tay, các ngón tay xòe rộng ôm khum đỡ phía dưới của bóng. Xoay cổ tay sao cho cái hõm lòng bàn tay, điểm hõm lòng bàn tay hướng rổ và hai ngón, ngón trỏ, ngón giữa hướng rổ. Tay không thực hiện ném rổ, bám bên cạnh của bóng. Khoảng cách từ bóng tới trán 10 tới 15 cm hoặc một nắm tay. Đây là tư thế chuẩn bị. Có thể chuẩn bị để bóng ngang trước ngực. Giai đoạn thực hiện thì bắt đầu chúng ta sẽ thực hiện trùng gối và đưa bóng lên ở nhịp 1. Và nhịp 2 thì chúng ta bắt đầu đạp duỗi. Thì duỗi chân, nâng hông và duỗi tay. Duỗi hết cánh tay thì chúng ta sẽ gập mạnh cổ tay, miết ngón tay vào bóng. Cánh tay so với mặt phẳng là một góc 75 độ. Gập mạnh cổ tay, miết ngón tay vào bóng. Sử dụng hai ngón trỏ và ngón giữa miết mạnh vào bóng sao cho bóng sẽ đi theo hình cánh cung. Cung và bóng rót từ trên, rót xuống. Xuống. Kết thúc động tác, tay gập mạnh và hai tay hướng rổ. Này, hai ngón trỏ, ngón giữa hướng rổ. Chúng ta cùng quan sát lại với kỹ thuật tay không. Tư thế chuẩn bị, hai chân tiếp tay, trùng gối ở giai đoạn thực hiện, đạp duỗi và kết thúc động tác. Bây giờ chúng ta cùng quan sát, chúng ta thực hiện 1, 2. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến hành tập luyện. Chúng ta sẽ cùng làm quen với kỹ thuật động tác tay không trước. Tư thế chuẩn bị, chân trước chân sau. Chân cùng với tay thuận thực hiện ném rổ, chúng ta bước trước. Chân phải, tay phải. Bàn nào thuận tay trái thì chúng ta chân trái bước lên. Tiếp theo, hình thế tay. Cẳng tay vuông góc với cánh tay. Cánh tay vuông góc với thân người. Các ngón tay xòe rộng. Khoảng cách từ bóng tới trán 10 tới 15 cm. Khác bằng một nắm tay, chúng đặt vào. Tay không thực hiện ném rổ, bám bên cạnh của bóng. Nhịp 1, chúng ta thực hiện trùng gối, thấp trọng tâm. 2, đạp duỗi. Kết thúc động tác, hai tay hướng rổ. Động tác gập mạnh cổ tay, miết ngón tay vào bóng. Thực hiện hai ngón trỏ, ngón giữa miết vào bóng và hướng rổ. Chúng ta cùng thực hiện lại. 1, 2. Chuẩn bị. 1, 2. Bây giờ xin mời các bạn.
Các bạn lưu ý khi mà thực hiện kỹ thuật tại chỗ ném phạt, trong luật quy định nếu như vận động viên nào hoặc một cầu thủ nào thực hiện kỹ thuật tại chỗ ném phạt mà di chuyển dẫm vào vạch khi bóng chưa rời tay, chưa chạm vào vạch rổ thì đó là một quả ném phạt sai luật. Chính vì vậy chúng ta sẽ thực hiện với kỹ thuật tại chỗ ném rổ thì không được dẫm vạch, mà chân của chúng ta phải đứng đằng sau vạch, khi bóng chạm vào vành rổ hoặc vào rổ rồi thì chúng ta mới được di chuyển lên, Đó. Đấy một lưu ý. Và để lấy bình tĩnh khi mà chúng ta thực hiện thì có thể tại chỗ chúng ta thực hiện một số động tác đập bóng, để tạo cảm giác, lấy lại bình tĩnh và chúng ta bắt đầu thực hiện ném rổ, Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một số bài tập bổ trợ mà chúng ta tập luyện ở nhà. Có thể hai bạn chúng ta đứng đối diện nhau ở khoảng cách từ 3 cho đến 4 mét và chúng ta cùng thực hiện các động tác ném rổ qua lại cho nhau. Hai bạn chúng ta bắt bóng, sau đó thực hiện động tác 1, 2 ném rổ. Đó. Bóng sẽ đi theo hình vòng cung hoặc đi theo hình parabol lên. Đó. Và có thể bổ trợ vào bức tường của nhà mình cũng được. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với kỹ thuật hai bước lên rổ một tay trên cao. Và bây giờ xin mời tất cả các bạn chúng ta sẽ cùng quan sát với kỹ thuật động tác. Với kỹ thuật hai bước lên rổ một tay trên cao, khi đang thực hiện dẫn bóng, nhịp đập bóng cuối cùng chúng ta sẽ đẩy dài quả bóng về phía trước và thực hiện bắt bóng và chân thuận. Bước 2 là chân nghịch và thực hiện động tác bật nhảy lên tới điểm cao nhất và thực hiện kết thúc rổ. Chúng ta sẽ chia làm 6 bước. Bước 1, chọn cự ly. Đối với sinh viên của chúng ta thì chúng ta sẽ chọn với cự ly 7m. Đó, 7m. Đó. Hay nói khác là bán kính nửa đường tròn, vạch 3 điểm để chúng ta thực hiện. Đó. Và chéo một góc 45 độ so với bảng rổ, để chúng ta thực hiện. Bước 2 là chọn bên thuận. Thì đối với mỗi vận động viên, có những bạn thì thuận tay phải, nhưng một số bạn thì sẽ thuận tay trái. Thuận tay phải chúng ta sẽ thực hiện ở góc bên phải so với bảng rổ. Còn thuận tay trái thì chúng ta sẽ thực hiện ở góc bên trái so với bảng rổ. Và một góc hợp lý nhất đó chính là một góc 45 độ. Bước 3, ở tư thế chuẩn bị, nếu chúng ta thuận tay phải thì tư thế chuẩn bị sẽ là chân trước chân sau, chân cùng với tay thuận chúng ta đặt đằng sau, tức là chân phải đặt đằng sau và chân trái chúng ta đặt trước, Và bước thứ 4 là giai đoạn chạy đà, thì chúng ta sẽ có hai bước đà, tức là hai bước 1, 2. Đó, thực hiện động tác 1, 2. Bước 5 lên rổ, khi chân nghịch, tức là chân trái của chúng ta tiếp đất, đạp mạnh, thì chân phải co vuông góc, Đó. Để sốc trọng tâm cơ thể, đưa trọng tâm cơ thể lên tới điểm cao nhất, Đó. Đồng thời hai tay ôm bóng đưa từ dưới lên trên đầu, chếch trước trán như kỹ thuật tại chỗ ném rổ.
Bước tiếp theo sẽ là kỹ thuật ném rổ. Thì đối với bảng rổ của chúng ta thì trên mỗi bảng rổ đều có một cái hình chữ nhật nhỏ ở trên vành rổ. Đây chính là tiêu điểm để chúng ta thực hiện tựa quả bóng, để bóng gián tiếp xuống rổ. Khi chúng ta thực hiện đối với góc vuông của hình chữ nhật, chúng ta đẩy bóng vào thì bóng sẽ vào rổ. Góc vuông. Đó. Thực hiện. Chúng ta ném rổ. Đó. Chúng ta sẽ làm quen với hai bước trước ở tư thế chuẩn bị. Chân trước sau. Ở 1 2 ở tư thế chuẩn bị. 1 2 bây giờ tất cả các bạn chúng ta cùng làm quen với bóng. Tư thế chuẩn bị, chân trước chân sau. Giai đoạn đầu tiên, chúng ta đập bóng xuống. Bóng đang ở phía trước, bật chân lên bắt ở bước 1 và bước 2, đạp mạnh. Chuẩn bị. 1 2 chuẩn bị. Chân trước chân sau. 1 2 chúng ta cùng làm lại. Tư thế chuẩn bị. 1 2 Rồi bây giờ các bạn chúng ta sẽ cùng làm quen với rổ. Ở khoảng cách 7m. Chúng ta sẽ thực hiện hai bước luôn. Đó, làm quen trước. Thực hiện này. 1 2 bắt đầu. Một, hai, đúng rồi. Vừa rồi tôi đã hướng dẫn cho tất cả các bạn với một số kỹ thuật cơ bản của bóng rổ. Đó chính là kỹ thuật dẫn bóng và kỹ thuật tại chỗ ném phạt và kỹ thuật hai bước lên rổ. Hy vọng tất cả các bạn chúng ta khi mà theo dõi video clip này thì chúng ta có thể định hình được kỹ thuật động tác và chúng ta có thể tự tập ở nhà hoặc tại các sân văn hóa gần khu nhà chúng ta đang sinh sống, và chúng ta có thể tự học môn bóng rổ và có thể kích thích cho tất cả các bạn chúng ta yêu thích và đam mê với môn học này. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.